Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố lực lượng không quân của nước này đã tấn công và phá hủy một trung tâm chỉ huy Ukraine tại Kharkov. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các tòa nhà được lực lượng Ukraine sử dụng làm nơi ẩn náu đã bị san phẳng trong một cuộc tấn công có độ chính xác cao. Tuyên bố của bộ này nêu rõ các lực lượng Nga đã xác định được vị trí do một đơn vị Ukraine chiếm giữ ở ngoại ô một khu định cư tại đông bắc Ukraine. Ngay sau đó, Nga đã thả bom lượn FAB tấn công. Video cho thấy quả bom lượn đã rơi trúng một cụm tòa nhà nằm ở trong rừng, gây ra vụ nổ lớn, làm rung chuyển khu vực và tạo ra những đám khói xám dày đặc bốc lên không trung các tòa nhà được cho là do quân đội Ukraine sử dụng, sau đó có thể được nhìn thấy bị san phẳng, chỉ còn lại một số tàn tích sau cuộc không kích. Tuy vậy, những tòa nhà khác trong khu định cư dường như không bị hư hại. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất tới 80 binh sĩ và 8 thiết bị quân sự trong cuộc không kích. Các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kharkov, giáp biên giới vào tháng 5 năm 2024, kiểm soát được hàng chục khu định cư trong khu vực. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, động thái này là để đáp trả các cuộc pháo kích thường xuyên vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga ở các khu vực biên giới. Ngoài ra, các nhà phân tích và blogger quân sự cho rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom lượn UMPB D30 SN tầm bắn lên tới 120 km. Suy đoán này nảy sinh sau khi một bức ảnh xuất hiện trên kênh Telegram cho thấy một máy bay Su-34MHO mang theo hai quả bom này. Nga lần đầu tiên sử dụng bom lượn UMPB D30SM ở Ukraine vào tháng 3 năm 2024 trong một chiến dịch oanh tạc ở Kharkov. Tháp truyền hình Kharkov được cho là đã bị bom UMPB 30SN trong một cuộc tấn công vào tháng 4. Cũng khoảng thời gian này, Nga sử dụng D30SN trong chiến dịch Chasovya. Có rất ít thông tin UMPB D30SN. Dự án có thể đã bắt đầu vào đầu thập kỷ hiện tại hoặc sớm hơn thông thường sẽ phải mất vài năm để thiết kế và thử nghiệm. Nhưng loại bom mới này được sử dụng trên chiến trường Ukraine từ đầu năm nay. Điều đó cho thấy nó đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết và được bàn giao cho quân đội Nga. Dựa trên các bức ảnh đăng tải trên Telegram, có thể thấy rõ ràng là tổ hợp công nghiệp quân sự Nga hiện đã chuyển sang sản xuất hàng loạt bom dẫn đường. Những quả bom này được thiết kế riêng cho các cuộc tấn công chính xác vào các khu vực gần tiên tuyến, và không còn cần đội ngũ kỹ thuật sân bay phải điều chỉnh thêm nữa. Các nhà phân tích cho rằng việc lựa chọn máy bay ném bom cũng không phải là ngẫu nhiên. Tiêm kích ném bom Su-30HBO đã được hiện đại hóa toàn diện nhằm cải thiện khả năng ném bom. Những nâng cấp này bao gồm hệ thống nhắm mục tiêu và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, các thành phần cấu trúc được gia cố để hỗ trợ nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác hơn. Trong quá trình hiện đại hóa, Su-34 HBO đã được tích hợp các hệ thống radar và quang điện tiên tiến, giúp tăng cường độ chính xác khi nhắm mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống liên lạc của máy bay cũng được nâng cấp, đảm bảo phối hợp tốt hơn với cả các đơn vị mặt đất trên bộ và trên không. Máy bay cũng được trang bị phần mềm mới để cải thiện độ chính xác khi thả bom, làm tăng hiệu quả trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Su-34 HBO có thể thả cả bom thông thường và bom dẫn đường một cách hiệu quả. Theo Bulgarian Military, một máy bay không người lái của Nga đã vô tình xâm nhập vào không phận Rumani trong khi truy tìm các vị trí của Ukraine. Theo báo cáo của Rumani chiếc máy bay không người lái này đã bay lơ lửng trên không phận Rumani trong hơn 30 phút. Cuộc xâm nhập xảy ra gần đây với sự tham gia của máy bay không người lái Sahet của Nga, còn được gọi là Geran 2. Chiếc máy bay không người lái này đặc biệt nguy hiểm vì chúng có thể mang theo từ 25 đến 90 kg thuốc nổ, tùy thuộc vào từng mẫu Hai máy bay F-16 của Rumani đã theo dõi hành động của chiếc UAV này trong gần 2 giờ, theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Rumani. Cuối cùng, chiếc máy bay không người lái đã rời khỏi không phận Rumani và tiến vào lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Rumani đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng sẽ có những chiếc máy bay không người lái khác của Nga xâm nhập vào không phận của quốc gia này trong thời gian tới. Theo thông cáo báo chí của Rumani, đang tồn tại một vùng dễ va chạm trong không phận Rumani, cụ thể là ở một khu vực không có người ở gần Periprava. Thị trấn này nằm dọc theo sông Danube, chỉ cách Sulina 30 km về phía tây bắc và gần biên giới Ukraine. Những nỗ lực của giới truyền thông Rumani nhằm có được phản hồi từ Bộ Nội vụ Nga cho đến nay vẫn chưa thành công. Theo các chuyên gia của Bulgarian Military, nếu không có tuyên bố chính thức từ Nga về vụ vi phạm khu vực này, thì chỉ còn cách suy đoán về động cơ thực sự của Moscow. Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, bầu trời Rumani ngày càng trở thành điểm trung chuyển cho vũ khí của Nga đặc biệt là các máy bay không người lái. Vụ vi phạm đầu tiên được xác nhận xảy ra vào tháng 2 năm 2023 khi một tên lửa của Nga bay qua không phận Rumani trong một thời gian ngắn. Trong một cuộc tấn công vào Ukraine, tên lửa này được cho là đã bay qua lãnh thổ Romani trước khi quay trở lại không phận Ukraine, khiến NATO phải giám sát chặt chẽ. Mặc dù sự cố này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột, nhưng nó không phải là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Rumani. Bắt đầu từ khoảng giữa năm 2023, những sự cố này đã trở nên thường xuyên hơn. Cuối tháng 7, ba máy bay không người lái xa hết của Nga đã xâm nhập không phận Rumani trong một cuộc đột kích ban đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine ở khu vực Odessa. Điều này đã gây ra một số lo ngại cho người dân địa phương, mặc dù chính quyền Rumani đã nhanh chóng đảm bảo với công chúng rằng máy bay không người lái Nga không nhắm vào lãnh thổ Rumani. Việc các loại vũ khí của Nga như tên lửa và máy bay không người lái bay vào không phận Rumani hoặc NATO là điều đáng lo ngại nhưng nó khó có thể xảy ra xung đột lớn giữa NATO và Nga, miễn là không có cuộc tấn công có chủ đích nào xảy ra. Theo các nguyên tắc của NATO, một cuộc xâm nhập như vậy sẽ không thể kích hoạt điều năm của NATO. Điều luật này rằng buộc các quốc gia thành viên phải bảo vệ lẫn nhau. Phản ứng của NATO đối với các chuyến bay này là tăng cường giám sát và tuần tra trên không ở Rumani và các quốc gia lân cận. Điều này được thực hiện để đảm bảo mọi mối đe dọa tiềm tàng đều được ngăn chặn kịp thời. Các nhà lãnh đạo NATO đã nhấn mạnh rằng mặc dù các chuyến bay này có rủi ro nhưng chúng vẫn chưa được coi là hành động khiêu khích cố ý. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ ra rằng những sự cố này đang được theo dõi cẩn thận nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga cố tình nhắm vào các thành viên NATO. Trong những tình huống như vậy, ngoại giao và nỗ lực hạ nhiệt là ưu tiên hàng đầu. Nếu những vi phạm này tiếp tục hoặc trở nên tồi tệ hơn, nó có thể buộc NATO vào thế phòng thủ. Tuy nhiên, miễn là không có cuộc tấn công trực tiếp nào vào đất liền Romania hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, thì một cuộc xung đột quy mô lớn là có thể tránh được cả Nato và nga đều hiểu hậu quả nghiêm trọng của một cuộc đối đầu trực tiếp. Cho đến nay, họ đã quản lý những tình huống này thông qua các kênh ngoại giao và các động thái quân sự thận trọng. Theo hãng thông tấn TASS, bộ ngoại giao Latvia đã triệu tập đại biện lâm thời của nga tại nước này, Dmitry Kasapkin, sau khi có thông tin cho biết một thiết bị bay không người lái UAV của Moscow rơi ở khu vực phía đông Latvia. Trên mạng xã hội X, ngoại trưởng Latvia Baiba bà Brez viết, đại biện lâm thời Nga đã được triệu đến Bộ Ngoại giao Latvia khi các lực lượng vũ trang Latvia điều tra vụ việc UAV Nga bị rơi. Các đồng minh của chúng tôi, các nhà lãnh đạo NATO và EU đã được thông báo về vụ việc này. Một sự cố tương tự đã được báo cáo ở Litva. Theo Ngoại trưởng Gabrielius Landsbergis, một UAV của Nga được cho là đã rơi ở phía đông Litva, tuy nhiên ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, theo AFP, Tổng thống Latvia, Edgars Rinkevics, thông báo một thiết bị bay không người lái UAV quân sự của Nga đã bị rơi trên lãnh thổ nước này, đồng thời lưu ý các vụ xâm phạm không phận đã gia tăng dọc theo biên giới phía đông của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trên mạng xã hội X, ông Rinkevics cho hay: "Một UAV quân sự của Nga đã bị rơi ở phía đông Latvia. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đồng minh." Số lượng các vụ việc như vậy đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO và chúng ta phải cùng nhau giải quyết tình hình. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Latvia, chiếc UAV nêu trên đã bay vào không phận của nước này từ Belarus và bị rơi tại thành phố Rezekne. Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruce chia sẻ, tình hình hiện nay cho thấy chúng tôi cần tiếp tục củng cố biên giới phía đông của Latvia, bao gồm phát triển năng lực phòng không và năng lực tác chiến điện tử để hạn chế hoạt động của các loại UAV thuộc nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ Latvia, Rumani cũng lên tiếng cáo buộc UAV Nga vi phạm không phận. Bộ Quốc phòng Rumani cho biết vụ việc xảy ra khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng cảng bên kia sông Danube ở Ukraine. Đáp trả hành động của Nga, Rumani ngay lập tức triển khai máy bay chiến đấu F-16 để giám sát không phận và đồng minh NATO đã được thông báo về sự việc. Cơ quan khẩn cấp của Rumani cũng ban hành cảnh báo bằng văn bản đến cư dân ở hai khu vực phía đông. Theo Bộ Quốc phòng Rumani, nước này đang mở cuộc điều tra về vụ việc. Kể từ khi Nga thực hiện kế hoạch quân sự vào Ukraine, Rumani nhiều lần xác nhận có mảnh vỡ máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này. Gần đây nhất là vào tháng 7 năm nay, Bộ Quốc phòng Rumani lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, gọi chúng là vô lý và trái ngược nghiêm trọng với chuẩn mực luật pháp quốc tế. Phó Tổng Thư ký sắp mãn nhiệm của NATO, Mircea Gioana cho biết liên minh quân sự này cũng lên án hành động vi phạm không phận Rumani của Nga. Ông Mircea Gioana viết trên mạng xã hội X rằng, mặc dù chúng tôi không tiếp nhận thông tin cho thấy Nga cố ý tấn công các nước đồng minh, nhưng hành động này là vô trách nhiệm và có khả năng gây nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Vương quốc Anh sẽ gia hạn chiến dịch Interflex, chương trình huấn luyện của Anh dành cho lực lượng vũ trang Ukraine đến cuối năm 2025. Trước đó, báo Mỹ Politico đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy sẽ công bố việc gia hạn chương trình huấn luyện tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG ở căn cứ không quân Ramstein, Đức. Bộ Quốc phòng Anh cho biết chiến dịch huấn luyện tiếp tục phát triển để kết hợp các bài học rút ra từ tiền tuyến của Ukraine dự kiến sẽ kết thúc vào năm nay, nhưng chương trình này hiện sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là cuối năm 2025. Cho đến nay, đã có hơn 45.000 binh sĩ Ukraine được huấn luyện theo chương trình chiến dịch Interflex kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự vào năm 2022. Interflex là chương trình huấn luyện quân sự do Anh dẫn đầu dành cho tân binh Ukraine, được triển khai vào tháng 6 năm 2022. Đây là chương trình huấn luyện quân sự lớn nhất tại Anh kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Các nước Bắc Âu, các nước vùng Baltic, Australia và Canada cũng tham gia chương trình này. Được triển khai tại nhiều địa điểm trên khắp Vương quốc Anh, chương trình này áp dụng cho những tân binh tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine với rất ít hoặc không có kinh nghiệm quân sự trước đó. Trong tối thiểu 5 tuần, tân binh sẽ học cách sử dụng vũ khí, sơ cứu trên chiến trường, đào tạo luật xung đột vũ trang, chiến thuật tuần tra. Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của chính phủ Anh, quy định kéo dài thời gian chương trình huấn luyện đối với Ukraine thể hiện Vương quốc Anh vẫn kiên định trong cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Haley đã thảo luận về chương trình đào tạo với người đồng cấp Ukraine, ông Rustem Umerov tại London. Trong cuộc họp, hai bên thảo luận tập trung vào cách Vương quốc Anh sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ trong những tháng tới. Xác nhận lô đạn pháo trị giá 300 triệu bảng Anh sẽ bắt đầu được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm nay. Cũng trong cuộc họp, Vương quốc Anh đã công bố gói viện trợ tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM trị giá 162 triệu bảng Anh cho Ukraina. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về những nỗ lực của New Delhi nhằm giải quyết xung đột giữa Moscow và Kyiv với cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval, cố vấn chính sách đối nội, đối ngoại thân cận nhất của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo một bài báo được đăng tải mới đây, cố vấn an ninh Doval đến thăm thủ đô của Nga trong 2 ngày, mùng 10, 11 tháng 9. Trong thời gian ở Moscow, ông Dovan sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về các nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Theo các nguồn tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ cũng sẽ tham dự một cuộc họp của các quan chức an ninh BRICS và có các cuộc hội đàm riêng với các đại diện của Nga và Trung Quốc. Bài viết về chuyến đi của Cố vấn Dovan tới Nga được đưa ra sau nỗ lực ngoại giao lớn của ông Modi nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Hồi tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Moscow và nói rằng ông và Tổng thống Putin có thể trao đổi quan điểm về xung đột đang diễn ra tại Ukraine một cách cởi mở. Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ vì đã cố gắng tìm cách giải quyết xung đột. Tuy nhiên, chuyến đi đã gây ra phản ứng giận dữ từ Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đó là một sự thất vọng to lớn và là đòn giáng mạnh vào nỗ lực hòa bình. Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã tới Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, trở thành người đứng đầu chính phủ quốc gia Nam Á đầu tiên tới thăm Ukraine trong hơn 20 năm qua. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là phương tiện duy nhất để chấm dứt giao tranh. Ông nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng Ấn Độ chưa bao giờ trung lập trong cuộc chiến này, chúng tôi đứng về phía hòa bình. Theo Bloomberg, ông Modi cũng đã đồng ý đóng vai trò truyền đạt thông điệp giữa hai bên. Đầu tuần trước, Tổng thống Nga Putin nói rằng Trung Quốc Brazil và ấn độ là những bên có thể làm trung gian trong việc giải quyết xung đột giữa nga và ukraine nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh một lần nữa moscow chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán với kiev nhưng khẳng định các cuộc đàm phán này không thể dựa trên một số yêu cầu không thực tế như ukraine đã đặt ra Đài RT đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev nói rằng Washington vẫn sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với Nga bất kể ai giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố trên sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt càng ít càng tốt nếu quay trở lại Nhà Trắng. Cụ thể, trong một sự kiện ở New York, ông Trump được hỏi rằng Ông có kế hoạch tăng cường hay thay đổi lệnh trừng phạt áp lên Nga và các quốc gia khác hay không? Ông đã trả lời, tôi muốn sử dụng lệnh trừng phạt càng ít càng tốt. Ông giải thích rằng vấn đề là Mỹ đang phụ thuộc quá mức vào các lệnh cấm vận. Cảnh báo điều này có thể làm giảm sức mạnh của đồng đô la Mỹ trên trường quốc tế. Ông cho rằng, điều quan trọng Mỹ cần là đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ quốc tế. Ông cho biết, nếu đồng đô la Mỹ không còn là đồng tiền của thế giới, tôi nghĩ điều đó tương đương với việc thua một cuộc xung đột và chúng ta sẽ trở thành quốc gia thế giới thứ ba và chúng ta không thể để điều đó xảy ra trong khi đó phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia nga ông dmitry medvedev nhấn mạnh rằng bình luận của ông trump không đồng nghĩa với việc cựu tổng thống mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nga hiện có theo ông medvedev dù sao đi nữa thì ông trump cũng là một thành viên của chính phủ mỹ là một người trong cuộc của cuộc chiến trừng phạt moscow bên cạnh đó truyền thông nga cho rằng Phát biểu của ông Trump chỉ mang tính chất khẩu hiệu trước bầu cử. Thậm chí tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng không có tổng thống Mỹ nào từng áp đặt nhiều hạn chế lên Nga như ông Trump. Ông Trump, người đã áp đặt nhiều lệnh hạn chế đối với Nga, Iran và Triều Tiên trong nhiệm kỳ của mình, thừa nhận rằng bản thân ông từng là người sử dụng lệnh trừng phạt. Đối với phó tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris, ông Medvedev cho rằng nước Nga không nên mong đợi bất kỳ điều bất ngờ nào từ bà ấy nếu bà ấy thắng cử. Ông Medvedev lưu ý rằng Liên Xô đã chịu lệnh trừng phạt trong hầu hết thế kỷ 20, bây giờ Nga đang phải đối mặt với cách đối đãi tương tự từ Mỹ và các đồng minh của Mỹ, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều, hay nói cách khác là chưa từng có. Ông Medvedev nhận định, đó là các lệnh trừng phạt kéo dài mãi mãi, hay đúng hơn, các lệnh trừng phạt Nga sẽ kéo dài cho đến khi Mỹ sụp đổ. Kể từ năm 2014, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt hơn 22.000 lệnh trừng phạt đối với Nga, số lượng hạn chế này thậm chí còn tăng vọt khi Moscow quyết định triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine. Theo tờ Wall Street Journal, Bộ Tư lệnh Vận tải Quân sự MSC là xương sống của Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm cung cấp nhiên liệu, vũ khí và các vật tư cần thiết cho các tàu chiến và lực lượng mặt đất từ địa Trung Hải đến Thái Bình Dương. Tuy nhiên, MSC đang phải đối mặt với những thách thức lớn khi Hải quân Mỹ lên kế hoạch giảm 17 tàu trong bối cảnh lực lượng này đang thiếu nhân sự trầm trọng Điều đó không chỉ làm suy yếu khả năng hoạt động của Hải quân Mỹ mà còn đe dọa vị thế chiến lược chung của Mỹ trên toàn cầu. Cụ thể, việc giảm số lượng tàu sẽ gây nguy hiểm cho khả năng hỗ trợ hậu cần của Hải quân Mỹ, đặc biệt khi các tàu MSC hiện có đang phải hoạt động liên tục để duy trì sự hiện diện của Mỹ tại các vùng biển chiến lược. Với khoảng 125 tàu MSC không chỉ vận chuyển hàng hóa mà còn điều hành các tàu nhiệm vụ đặc biệt như tàu định vị tên lửa tàu giám sát dưới nước và tàu sửa chữa cáp. Nếu không có MSC, hải quân Mỹ sẽ không thể duy trì hoạt động chiến đấu lâu dài vì việc thay thế hậu cần trên tàu bằng máy bay vận tải của không quân Mỹ là không thể do hạn chế về sức chứa và phạm vi hoạt động. Việc giảm số lượng tàu MSC càng trở nên đáng lo ngại hơn khi hải quân Mỹ đang phải vật lộn để duy trì nhân sự. Tình trạng thiếu hụt nhân sự là vấn đề phổ biến trên toàn hạm đội. Năm 2023 Hải quân Mỹ đã không đạt được mục tiêu tuyển dụng dù đã nới lỏng tiêu chuẩn nhập ngũ và tăng tiền thưởng tái nhập ngũ. Các chương trình thăng chức mới đã giúp giữ chân nhân sự hiện có, nhưng MSC với lực lượng thủy thủ đoàn chủ yếu là dân sự lại đang gặp khó khăn lớn hơn trong việc cạnh tranh với thị trường lao động dân sự. Theo đó, MSC đang đối mặt với tỷ lệ nhân sự thấp đáng báo động chỉ 1,27%, nghĩa là có 27 thủy thủ thay thế trên bờ cho mỗi 100 thủy thủ được triển khai. Điều này buộc các thủy thủ MSC phải tuân theo lịch trình làm việc khắc nghiệt với 4 tháng trên biển và chỉ được 1 tháng nghỉ ngơi trên bờ, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của khu vực tư nhân, nơi công đoàn quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi cân bằng hơn. Hệ quả là MSC khó giữ chân được nhân sự và càng khó thu hút thêm nhân lực mới trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Việc Hải quân Mỹ cho ngừng hoạt động các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và chuyển giao nhiệm vụ phòng không hạm đội cho các tàu khu trục lớp Alibert cũng làm tăng thêm gánh nặng. Các tàu tuần dương Ticonderoga vốn là tài sản phòng không quan trọng với số lượng ống phóng tên lửa nhiều hơn, giúp bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay. Việc giảm bớt những tàu này sẽ làm suy yếu khả năng phòng không của hải quân, buộc các tàu khu trục phải gánh thêm trách nhiệm, gây áp lực lớn lên lực lượng hiện có. Để giải quyết vấn đề này, hải quân Mỹ cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quốc hội nước này. Các biện pháp cải thiện mức lương, phúc lợi và điều kiện làm việc cho nhân sự MSC là cần thiết để duy trì và thu hút thêm thủy thủ. Ngoài ra, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng như nâng cấp học viện hàng hải thương mại ở Kingsport, New York sẽ giúp tăng cường nguồn nhân lực có trình độ. Đây là những bước đi thiết yếu để đảm bảo hải quân Mỹ không bị suy yếu trước các đối thủ cạnh tranh. Vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết chính phủ nước này sẽ không tiếc công sức để điều tra bằng được các hành vi phá hoại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Nord Stream. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF, khi được hỏi liệu có tin tưởng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau những thông tin về sự dính líu của Kiev trong vụ nổ hay không, Thủ tướng Scholz trả lời, tôi có mối quan hệ tốt với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông tuyên bố, những thông tin trên phải được điều tra, đồng thời bày tỏ hài lòng khi Tổng công tố viên và cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã đạt được tiến triển trong vấn đề này. Người đứng đầu chính phủ Đức quả quyết, chúng tôi khẳng định không che giấu bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để trừng phạt những đối tượng đã gây ra vụ việc đó. Tháng 9 năm 2022, công ty Nord Stream AG đã thông báo thiệt hại chưa từng có đối với ba đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi biển Baltic thuộc hệ thống dòng chảy phương Bắc. Các vụ nổ đã gây ảnh hưởng đến 3 trong số 4 đường ống dòng chảy phương Bắc. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó cho biết đã xác định được hai vụ nổ trên tuyến đường ống này, hôm 26 tháng 9 năm 2022, văn phòng tổng công tố viên Nga đã khởi tố vụ án khủng bố quốc tế với vụ phá hoại này. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tiến hành những cuộc điều tra riêng rẽ song từ chối hợp tác với Nga. Thụy Điển sau đó đã tìm thấy những dấu vết chất nổ trên một số vật thể thu được từ hiện trường, đồng thời xác nhận các vụ nổ là hành động cố ý. Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại việc điều tra vào tháng 2 vừa qua song không xác định được bất kỳ nghi phạm nào. Trong khi đó, hồi tháng 1 năm 2023, Đức tiến hành kiểm tra một con tàu mà nước này cho rằng có thể được sử dụng để vận chuyển chất nổ, đồng thời thông báo với Liên Hợp Quốc rằng các thợ lặn có thể đã được đào tạo để gắn thiết bị nổ vào các đường ống ở độ sâu khoảng 70 đến 80 mét. Hồi tháng 8, công tố viên Đức đã phát lệnh bắt giữ một huấn luyện viên lặn người Ukraine có tên là Volodymyr Z, bị cáo buộc là một trong những thủ phạm đã gài thiết bị nổ vào các đường ống dòng chảy phương Bắc. Đức đã đề nghị bắt giữ nghi phạm này trên toàn châu Âu hồi tháng 6. Được biết, nơi ở cuối cùng của nghi phạm này là Ba Lan. Trong khi đó, Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cho biết đã nhận được lệnh bắt giữ mà Đức đề nghị, song đối tượng này đã rời Ba Lan sang Ukraine từ đầu tháng 7. Các nhà điều tra Đức cũng xác định thêm hai người Ukraine, gồm một người đàn ông và một phụ nữ, được cho là đã làm thợ lặn trong các vụ tấn công. Ông August Hanning, cựu giám đốc cơ quan tình báo Đức từ năm 1998 đến năm 2005, tiết lộ với tờ Die Welt rằng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đồng ý hợp tác phá hoại các đường ống dẫn dưới nước vì hành động này không thể chỉ là nỗ lực riêng. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Đức yêu cầu Kiev và Warsaw bồi thường thiệt hại sau so vụ nổ tại các đường ống dẫn khí nếu phát hiện bất kỳ sự liên quan nào cả Ba Lan và Ukraine đều phủ nhận dính líu đến vụ phá hoại trên. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt hợp đồng bán 54 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-8 Amram cùng thiết bị liên quan cho Singapore trị giá 133 triệu đô la Mỹ. Trang chủ của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ DSCA đã đăng tải thông tin trên. Ngoài tên lửa, Hợp đồng còn bao gồm hai bộ phận dẫn đường AIM 120C8 Amraam và phụ tùng thay thế, thiết bị lập trình, kiểm tra đạn dược chung CMBRE, bộ kiểm tra máy tính nhóm bộ điều hợp ADU 89E cùng nhiều phụ tùng thay thế và thiết bị khác. RTX Corporation, trước đây là Raytheon, sẽ là nhà thầu chính cho hợp đồng này. Theo DSCA, thương vụ này sẽ đáp ứng nhu cầu của Singapore trong việc duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động và khả năng tương tác với các lực lượng Mỹ và liên quân. Tuyên bố nêu rõ, điều này sẽ giúp làm tăng hiệu quả trong cả hoạt động huấn luyện và chiến đấu của lực lượng vũ trang Singapore, góp phần vào sự ổn định và răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ khẳng định việc bán tên lửa và thiết bị hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Singapore cũng sẽ không gặp khó khăn gì khi tiếp nhận những vũ khí trên vào lực lượng vũ trang của mình. Tập đoàn công nghệ Raytheon một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và sản xuất vũ khí, sẽ là nhà thầu chính cung cấp các tên lửa này cho Singapore. Theo đánh giá của chuyên trang quân sự và hàng không Global Defense and Aerospace Post, Amram là vũ khí thống trị trên không tinh vi nhất thế giới, đã được chứng minh trong chiến đấu. Với hơn 30 năm thiết kế, nâng cấp, thử nghiệm và sản xuất, tên lửa AIM-120 tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của chiến binh trong mọi điều kiện thời tiết và ngoài tầm nhìn. Khả năng của Abraham đã được chứng minh đầy đủ trong hơn 4.900 lần bắn thử và hơn 13 chiến thắng trong chiến đấu không đối không. Tên lửa Andram được Mỹ và 40 quốc gia trang bị đã được tích hợp vào nhiều tiêm kích như F-15A, F-16, FA-18 Super Hornet, F-22 Raptor. Đây cũng là tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar duy nhất được phép bay trên F-35. Hồi tháng 5, Singapore và Mỹ cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác sâu rộng về đổi mới quốc phòng như tận dụng trí tuệ nhân tạo AI và các hệ thống tự động để giải quyết các thách thức hoạt động của quân đội hai nước. Theo biên bản ghi nhớ MOU được ký kết, hai nước hợp tác để tìm ra giải pháp cho các thách thức an ninh đang diễn ra như phát triển năng lực chống máy bay không người lái và các công nghệ nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết MOU đã được ký tại khách sạn Shangri-La giữa nhà khoa học quốc phòng hàng đầu của Singapore Tan Peng Jam và ông Douglas Beck, giám đốc đơn vị đổi mới quốc phòng Mỹ và cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Reuters đưa tin, theo báo cáo chi tiêu do Bộ Quốc phòng Mỹ mới công bố cho thấy, Pennsylvania, Arizona và Texas nằm trong số các tiểu bang được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn tài trợ và đầu tư để trang bị vũ khí cho Ukraine trong xung đột với Nga. Giới quan sát cho rằng, trong những gói viện trợ khổng lồ hàng chục tỷ đô la Mỹ mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chuyển cho Ukraine. Chỉ một phần nhỏ là tiền Washington chuyển cho Kiev, còn lại là dòng tiền được luân chuyển trong nền kinh tế Mỹ. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ, GAO thông tin, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Quốc hội Mỹ đã tài trợ hơn 175 tỷ đô la Mỹ để các cơ quan nước này hỗ trợ Ukraine trong vấn đề quân sự và dân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, các gói viện trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp đến nay là hơn 55 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này được quy động qua nhiều cơ chế, vũ khí và đạn dược chuyển cho Ukraine, thường thông qua quyền rút vốn của Tổng thống, PDA, do quy trình nhanh chóng. Lúc này, Tổng thống Biden có thể phê duyệt lấy vũ khí dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ và chuyển cho Kiev trong vài ngày. Quân đội Mỹ cũng có chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, để mua sắm vũ khí và đào tạo binh sĩ Kiev. Dưới những cơ chế này, Lầu Năm Góc sẽ dùng ngân sách để hợp tác với các nhà thầu quốc phòng Mỹ sản xuất vũ khí, vừa để lấp đầy lại kho dự trữ và chế tạo những vũ khí mới cho Ukraine. Mỹ mới đây đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất này sẽ bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và một số thiết bị quân sự khác. Phía Mỹ cho biết số vũ khí này sẽ được triển khai cho Ukraine sớm nhất có thể để giúp tăng cường năng lực phòng thủ của nước này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách quản lý và nguồn lực Richard Verma đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine ở thủ đô Kiev. Hai bên đã thảo luận sự hỗ trợ của Mỹ nhằm giúp Ukraine phục hồi nền kinh tế, các nhu cầu năng lượng khẩn cấp của Ukraine, thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực tư nhân và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Theo tạp chí Times, 90% tiền viện trợ Ukraine đã ở lại đất Mỹ dưới dạng những hợp đồng quốc phòng để các công ty đầu tư nhà máy tạo việc làm cho người Mỹ, qua đó thúc đẩy nền kinh tế nội địa. Trong báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc, bang Pennsylvania đã nhận được nhiều tiền tài trợ nhất để sản xuất vũ khí cho Ukraine so với các bang khác với 2,5 tỷ đô la Mỹ. Các bang Arizona và Texas xếp sau cũng nhận được lần lượt là 2 tỷ đô la Mỹ và 1,8 tỷ đô la Mỹ. Tài liệu đã đưa ra chi tiết hoạt động mua sắm và đầu tư vũ khí cho Ukraine ở hơn 35 tiểu bang của Mỹ. Tờ Washington Post đưa tin, nhóm của bà Harris đã để một nhân vật lâu năm của Đảng Dân Chủ đóng vai ông Trump trong các tập luyện tranh luận. Theo kế hoạch, bà Harris và ông Trump sẽ có cuộc đối đầu tranh luận đầu tiên vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ The Mỹ. Sự kiện do ABC News tổ chức. tờ Washington Post cho biết, bà Harris đã ít xuất hiện trước công chúng trong những ngày gần đây. Thay vào đó, bà dành phần lớn thời gian tại trại tranh luận chuyên sâu ở khách sạn Omni William Penn ở Pittsburgh. Các trợ lý của bà được cho đã tạo ra một bối cảnh giả, mô phỏng bố cục của phòng tranh luận và tuyển một nhân vật kỳ cựu đóng vai ông Donald Trump để tung ra những lời chỉ trích gay gắt cùng những bình luận xúc phạm để phó tổng thống mất nhiều giờ trả lời các câu hỏi đã được tập dượt. Người thay thế ông Trump là ông Philip Rains, một trợ lý lâu năm của bà Hillary Clinton. Ban đầu, ông Rains được tuyển vào vai thượng nghị sĩ James David Vance khi bà Harris chuẩn bị đối đầu với ông Vance trong cuộc tranh luận của phó tổng thống trước khi tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, một cuộc khảo sát toàn quốc do báo New York Times thực hiện cho thấy ứng cử viên Donald Trump đã vượt lên dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 48% so với 47%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ bà Harris giảm sút kể từ khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Cuộc khảo sát được thực hiện ngay trước cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên vào tối ngày 10 tháng 9. Dựa trên kết quả này, New York Times suy đoán thời kỳ trăng mật và tháng 8 phân khích dành cho Phó Tổng thống Harris đã kết thúc. Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ dẫn trước của bà Harris ở bang chiến trường quan trọng là Pennsylvania chỉ còn 0,3%. Kết quả này có thể gây lo lắng cho đội ngũ vận động tranh cử của bà Harris. Bên cạnh đó, khảo sát cũng cho thấy cử tri Mỹ cần có thêm thông tin về bà Harris, trong khi ý kiến của công chúng về ông Trump gần như đã được xác định. Có 28% số người được hỏi cho biết họ cần có thêm thông tin về Phó Tổng thống Kamala Harris trong khi chỉ 9% có ý kiến như vậy về ông Trump. Trong cuộc thăm dò của CBS News, New Gallup, hai ứng cử viên này cũng đang trong cuộc đua rất xích sao ở các bang chiến trường là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là Phó tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ và cựu tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tối mùng 10 tháng 9 theo giờ địa phương. Đây là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử thay cho Tổng thống Joe Biden, người đã quyết định dừng tranh cử sau màn thể hiện đáng thất vọng trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump. Cuộc tranh luận được tổ chức bởi hãng tin ABC News sẽ diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania và được truyền hình trực tiếp. Theo format chương trình, mỗi ứng cử viên có tối đa 2 phút để trả lời mỗi câu hỏi của người điều phối và sẽ có 2 phút để phản biện. Micro của họ sẽ bị tắt tiếng khi người kia đang nói và sẽ không có khán giả tại trường quay. Bà Harris từng muốn bật micro trong suốt cuộc tranh luận, nhưng mới đây đã đồng ý với quy tắc tắt tiếng trong khi bên kia phát biểu. Quy tắc này được đưa ra 4 năm trước, sau khi cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden bị gián đoạn vì tranh cãi. Các chủ đề bao gồm quyền phá thai, nhập cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico, tỷ lệ tội phạm ở Mỹ, lạm phát và phát triển kinh tế và tính cách cá nhân dự kiến có thể sẽ được những người dẫn chương trình nêu ra. Hàng chục triệu người Mỹ có thể sẽ theo dõi cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Donald Trump và sự kiện này sẽ diễn ra 8 tuần trước ngày tổng tuyển cử. Nhưng chỉ vài ngày trước khi một số trong 50 tiểu bang của nước Mỹ bắt đầu bỏ phiếu sớm. Các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy cuộc đua đang diễn ra rất xích sao khiến cả hai ứng cử viên càng phải thể hiện tốt nhất có thể từ phong thái cho tới cách thể hiện và cả trọng tâm chính sách qua đó nhằm đến số ít cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định. Những người hoàn toàn có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử năm nay. Sau khi ông Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào tháng 7 và ủng hộ bà Kamala Harris làm người kế nhiệm, Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng tập hợp xung quanh việc ứng cử của bà. Trong khi ông Biden tụt lại phía sau ông Trump, khi ông kết thúc chiến dịch của mình, thì bà Harris đã vượt lên dẫn trước ông Donald Trump trong nhiều cuộc thăm dò toàn quốc với khoảng cách 2% hoặc 3% thậm chí là cao hơn tại một số bang chiến trường trong bối cảnh không còn nhiều thời gian nữa là tới ngày bầu cử ứng cử viên nào có màn thể hiện tốt hơn sẽ có bước chạy đạt thuận lợi hơn trong giai đoạn nước rút hiện nay ngược lại đây cũng có thể là sự kiện bộc lộ rõ các điểm yếu của mỗi ứng cử viên